Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 5 được biên soạn theo chương trình Cánh Diều nhé. Các em học sinh thân mến, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài 26 trừ các số thập phân, một lớn, phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. 20,51 là hiệu của phép tính. Để biết được 20,51 là hiệu của phép tính nào trong 4 phép tính dưới đây, cô sẽ lần lượt đi tính các phép tính trong 4 đáp án. Ở đáp án A cô có 43,68 trừ 31,82. Ta có 8 trừ 2 bằng 6. 6 không trừ được cho 8, chúng ta lấy 16 trừ 8 bằng 8. Nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1. 4 trừ 3 bằng 1. Và cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Ở đáp án B cô có 53,18 trừ 32,67. Chúng ta có 8 trừ 7 bằng 1. 1 không trừ được cho 6, chúng ta lấy 11 trừ 6 bằng 5. Chúng ta nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0. 5 trừ 3 bằng 2. Cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 53,18 trừ 32,67 bằng 20,51. Ở câu C, 56,74 trừ 36,98. 4 không trừ được cho 8, chúng ta lấy 14 trừ 8 bằng 6. Nhớ 1, 9 thêm 1 bằng 10, chúng ta lấy 17 trừ 10 bằng 7. Tiếp tục nhớ 1, 6 thêm 1 bằng 7. Chúng ta lấy 16 trừ 7 bằng 9. Tiếp tục nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Và chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy, 56,74 trừ 36,98 bằng 19,76. Ở đáp án D cô có 65 trừ cho 45,13. Ta có 0, không trừ được cho 3. Chúng ta lấy 10 trừ 3 bằng 7. 1 thêm 1 bằng 2. Chúng ta lấy 10 trừ 2 bằng 8. Nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. Chúng ta lấy 15 trừ 6 bằng 9. Nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 6 trừ 5 bằng 1. Và chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 65 trừ 45,13 bằng 19,87. Vậy đề bài hỏi rằng 20,51 là hiệu của phép tính nào? Ở đây chúng ta thấy đáp án B cô thu được kết quả là 20,51. Vì vậy cô chọn đáp án B. Chúng ta cùng chuyển sang câu 2. Số 32,45 trừ ô trống bằng 19,8. Ở đây chúng ta thấy số cần điền vào ô trống chính là số trừ. Và để tìm được số trừ, chúng ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Tức ở đây chúng ta sẽ lấy 32,45 trừ cho 19,8. Nó có 32,45 trừ cho 19,8. Chúng ta hạ 5. 4 không trừ được cho 8. Chúng ta lấy 14 trừ 8 bằng 6. Nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10. Chúng ta lấy 12 trừ 10 bằng 2. Tiếp tục nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. Và chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy, số cần tìm chính là 12,65. Cô chọn đáp án D.
Câu 3. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả nhỏ nhất là. Vậy để tìm được phép tính có kết quả nhỏ nhất, cô sẽ lần lượt đi thực hiện các phép tính trong 4 đáp án mà đề bài đã cho. Ở đáp án A cô có 52,36 trừ 14,56. Chúng ta có 6 trừ 6 bằng 0. 3 không trừ được cho 5, chúng ta lấy 13 trừ 5 bằng 8. Nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, chúng ta lấy 12 trừ 5 bằng 7. Nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3. Cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 52,36 trừ 14,56 bằng 37,8. Ở cô B cô có 68,4 trừ 29,7. Bốn không trừ được cho 7, chúng ta lấy 14 trừ 7 bằng 7. Nhớ 1, 9 thêm 1 bằng 10, chúng ta lấy 18 trừ 10 bằng 8. Nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3. Và cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 68,4 trừ 29,7 bằng 38,7. Ở câu C cô có 82,17 trừ 45,09. 7 không trừ được cho 9, chúng ta lấy 17 trừ 9 bằng 8. Nhớ 1, 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0. 2 không trừ được cho 5, chúng ta lấy 12 trừ 5 bằng 7. Nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3. Và chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 82,17 trừ 45,09 sẽ bằng 37,08. Ở câu D cô có 91,54 trừ 53,47. Bốn không trừ được cho 7, chúng ta lấy 14 trừ 7 bằng 7. Nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0. 1 không trừ được cho 3, chúng ta lấy 11 trừ 3 bằng 8. Nhớ 1, 5 thêm 1 bằng 6, 9 trừ 6 bằng 3. Cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 91,54 trừ 53,47 sẽ bằng 38,07. Vậy trong 4 đáp án mà cô thu được, cô thấy số 37,08 là số bé nhất. Vậy phép tính C là phép tính có kết quả nhỏ nhất. Cô chọn đáp án C. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu 4. Một can chứa 24,75 lít dầu, người ta lấy từ can đó ra 6,5 lít dầu, sau đó lại lấy ra thêm 4,85 lít dầu nữa. Vậy sau hai lần lấy, trong can còn lại số lít dầu là. Vậy để biết sau hai lần lấy, trong can còn lại bao nhiêu lít dầu, cô sẽ lấy số lít dầu ban đầu trừ cho số lít dầu được lấy ở lần thứ nhất. Để thu được sau lần lấy thứ nhất thì trong can còn lại bao nhiêu lít dầu. Sau đó, cô sẽ lấy số lít dầu còn lại sau lần lấy thứ nhất trừ cho 4,85. Để biết được rằng sau hai lần lấy thì trong can còn lại bao nhiêu lít dầu. Trước tiên, sau lần lấy thứ nhất thì trong can còn lại số lít dầu là 24,75 trừ cho 6,5. Ở đây cô sẽ thu được 18,25. Vậy sau lần lấy thứ nhất, trong can sẽ còn lại 18,25 lít dầu.
Người ta tiếp tục lấy thêm 4,85 lít dầu nữa. Vậy sau lần lấy thứ hai, trong can còn lại số lít dầu là? Cô sẽ lấy 18,25 trừ cho 4,85. Sẽ bằng 13,4 lít dầu. Vậy sau hai lần lấy, trong can còn lại 13,4 lít dầu. Cô chọn đáp án A. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu 5. Ba bạn An, Bình, Mai thu gom được 12,7 kg giấy vụn. Biết An thu gom được 4,3 kg giấy vụn, Bình thu gom được ít hơn An 0,84 kg giấy vụn. Vậy Mai thu gom được số kg giấy vụn là? Đề bài cho biết cả ba bạn thu gom được tất cả 12,7 kg giấy vụn. Bạn An thu gom được 4,3 kg giấy vụn. Bình thu gom được ít hơn An 0,84 kg giấy vụn. Tức là số kg giấy vụn của Bình sẽ bằng số giấy vụn của An trừ cho 0,84 kg. Đề bài hỏi rằng Mai thu gom được số kg giấy vụn là. Vậy để tính được số kg giấy vụn của Mai, chúng ta sẽ lấy tổng số giấy vụn mà cả ba bạn thu gom được trừ cho số giấy vụn của An và trừ cho số giấy vụn của Bình để tìm ra số giấy vụn của Mai. Trước tiên, cô sẽ tìm số kg giấy vụn mà Bình thu gom được. Số giấy vụn của Bình là. Số giấy vụn của Bình sẽ bằng số kg giấy vụn của An trừ cho 0,84. Ở đây sẽ là 4,3 trừ 0,84 bằng 3,46. Đề bài hỏi, vậy Mai thu gom được số kg giấy vụn là? Vậy số kg giấy vụn của Mai là? Cô sẽ lấy tổng số giấy vụn của ba bạn trừ cho số giấy vụn của Bình và trừ cho số giấy vụn của An. Tức là ở đây cô sẽ lấy 12,7 trừ cho 3,46 trừ cho 4,3 và cô thu được 4,94 kg. Vậy Mai thu gom được 4,94 kg. Cô chọn đáp án A. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần hai lớn tự luận. Bài 1, số. Ở đây các số cần điền chính là hiệu. Vậy để tìm hiệu, chúng ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi số trừ. Ở đáp án thứ nhất, cô sẽ lấy 51,4 trừ 10,8 và cô thu được kết quả là 40,6. Tương tự, chúng ta có 27,43 trừ cho 16,92, thu được kết quả là 10,51. 82,5 trừ 37,41 sẽ thu được 45,09. 0,7 trừ cho 0,28, kết quả sẽ là 0,42. 161,58 trừ cho 50,974, thu được kết quả là 110,606. Tiếp tục với bài 2, đặt tính rồi tính. Ở ý thứ nhất cô có 25,47 trừ cho 17,18. Chúng ta có 7 không trừ được cho 8, chúng ta lấy 17 trừ 8 bằng 9. Nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2. 5 không trừ được cho 7, chúng ta lấy 15 trừ 7 bằng 8. Nhớ 1. 1
Thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0. Và cuối cùng chúng ta hạ số phẩy. Vậy 25,47 trừ cho 17,18 thu được kết quả là 8,29. Ở ý tiếp theo, 14,76 trừ cho 10,135. Chúng ta có 0, 0 trừ được cho 5. Chúng ta lấy 10 trừ 5 bằng 5. Nhớ 1, 3 thêm 1 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. 7 trừ 1 bằng 6. 4 trừ 0 bằng 4. 1 trừ 1 bằng 0. Cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 14,76 trừ 10,135 bằng 4,625. Ở ý tiếp theo cô có 216,48 trừ cho 116. Chúng ta hạ 8. Tiếp tục hạ 4. 6 trừ 6 bằng 0. 1 trừ 1 bằng 0. 2 trừ 1 bằng 1. Cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 216,48 trừ cho 116 bằng 100,48. Tiếp tục ở câu D. 65,9 trừ 32,84. Không, không trừ được cho 4. Chúng ta lấy 10 trừ 4 bằng 6. Nhớ 1, 8 thêm 1 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. 5 trừ 2 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3. Cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy 65,9 trừ 32,84 bằng 33,06. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 3. Viết lại các thẻ số đã cho thích hợp vào chỗ trống. 23,94 trừ 4,23 trừ 7,06 bé hơn ô trống bé hơn 68,51 trừ 36,9 trừ 8,57. Vậy để tìm được các thẻ số phù hợp điền vào ô trống, trước tiên cô sẽ tính giá trị của biểu thức bên trái, sau đó tính giá trị của biểu thức bên phải. Và cuối cùng cô sẽ tìm các thẻ số. Lớn hơn giá trị của biểu thức ở bên trái và bé hơn giá trị của biểu thức ở bên phải. Trước tiên cô có giá trị của biểu thức bên trái sẽ bằng 23,94 trừ 4,23 trừ 7,06 và cô thu được kết quả là 12,65. Tương tự, chúng ta có giá trị của biểu thức bên phải sẽ là 23,04. Vậy trong các thẻ số mà đề bài đã cho, cô sẽ tìm các thẻ số lớn hơn 12,65 và bé hơn 23,04. Trước tiên, chúng ta xét thẻ số 17,62. Chúng ta thấy 17,62 lớn hơn 12,65 và bé hơn 23,04. Vậy thẻ số 17,62 thỏa mãn. Tiếp tục, thẻ số 23. 23 lớn hơn 12,65 và bé hơn 23,04. Vậy thẻ số 23 thỏa mãn. 18,99. Ta có 18,99 lớn hơn 12,65 và bé hơn 23,04. Vậy thẻ số 18,99 là thỏa mãn. Tiếp tục ta có
28,04. Chúng ta thấy 28,04 không thỏa mãn. Bởi vì 28,04 lớn hơn 23,04. Mà thẻ số chúng ta cần tìm phải bé hơn 23,04. Vậy 28,04 không thỏa mãn. Tương tự với thẻ số 35,7, chúng ta thấy 35,7 không thỏa mãn, do 35,7 cũng lớn hơn 23,04. Với thẻ số 12, chúng ta thấy 12 bé hơn 12,65. Vậy thẻ số 12 không thỏa mãn. 27,63. Chúng ta thấy 27,63 lớn hơn 23,04. Vậy thẻ số 27,63 là không thỏa mãn. 15,55. Chúng ta thấy 15,55 lớn hơn 12,65 và bé hơn 23,04. Vậy thẻ số 15,55 là thỏa mãn. 41,3. Chúng ta thấy 41,3 lớn hơn 23,04. Vậy thẻ số 41,3 là không thỏa mãn. Thẻ số 19,23. Ta thấy 19,23 lớn hơn 12,65 và bé hơn 23,04. Vậy thẻ số 19,23 là thỏa mãn. Vậy từ các thẻ số mà đề bài đã cho, cô tìm được 5 thẻ số thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 4. Một người đi xe máy trong 4 giờ đi được quãng đường dài 129,85 km. Biết giờ thứ nhất người đó đi được 34,05 km. Giờ thứ hai đi được ít hơn giờ thứ nhất 2,8 km. Và giờ thứ ba đi được ít hơn giờ thứ hai là 1,05 km. Hỏi giờ thứ tư người đó đi được bao nhiêu km? Vậy chúng ta có thể thấy để tính được quãng đường mà người đó đi trong giờ thứ tư, chúng ta sẽ lấy tổng quãng đường đi được trong 4 giờ trừ cho quãng đường người đó đi được trong giờ thứ nhất và trừ cho quãng đường người đó đi được trong giờ thứ hai, sau đó trừ cho quãng đường trong giờ thứ ba. Vậy ở đây, trước tiên cô sẽ đi tính trong giờ thứ hai người đó đi được bao nhiêu km. Trong giờ thứ hai, người đó đi được số km là... Ở đây chúng ta thấy đề bài cho giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 2,8 km. Tức là quãng đường người đó đi được trong giờ thứ hai sẽ bằng quãng đường người đó đi được trong giờ 1 trừ cho 2,8. Vậy ở đây cô sẽ lấy 34,05 trừ cho 2,8 bằng 31,25. Tiếp tục, cô sẽ đi tính quãng đường người đó đi được trong giờ thứ ba. Trong giờ thứ ba người đó đi được số km là... Ở đây chúng ta thấy giờ thứ ba người đó đi được ít hơn giờ thứ hai là 1,05 km. Vậy quãng đường mà người đó đi được trong giờ thứ ba sẽ bằng quãng đường người đó đi được trong giờ thứ hai trừ cho 1,05 km. Ở đây cô sẽ lấy 31,25 trừ cho 1,05 sẽ bằng 30,2. Đề bài hỏi rằng giờ thứ tư người đó đi được bao nhiêu km? Vậy để tính được quãng đường người đó đi được trong giờ thứ tư, cô sẽ lấy tổng quãng đường người đó đi được trong cả 4 giờ trừ cho quãng đường đi được trong giờ thứ nhất, trừ cho quãng đường đi được trong giờ thứ hai và trừ cho quãng đường người đó đi được trong giờ thứ ba. Vậy trong giờ thứ tư người đó đi được số km là... Cô sẽ lấy 129,85
trừ cho 34,05 trừ 31,25 trừ 30,2. Và cô sẽ thu được kết quả là 34,35 km. Vậy trong giờ thứ tư người đó đi được 34,35 km. Đáp số 34,35 km. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài 26 trừ các số thập phân. Ở trong video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài 27. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.